lòng ngoài giảng. Cảm ơn Chúa, xin đọc lời Chúa với tôi trong sách Gia Cơ đi. Đây là đoạn kinh thánh mà quý bạn chị em đã nghe và tôi sẽ dẫn cho quý bạn chị em đến cái đoạn này. Xin Gia Cơ đoạn 4. Dạ, từ câu 1 cho tới câu 3. Dạ, chúng ta cùng nhau đọc Gia Cơ đoạn 4 câu 1 câu 3, xin cùng đọc. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự cạnh tranh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Vì lời của Ngài, cảm ơn Cha, vì sự bình an của Ngài, sự tiếp tạ của Ngài, sự dẫn dắt. Cảm ơn Cha vì Cha giữa dòng chúng con, và cảm ơn Cha vì ba ngôi, sự hiện diện của Ngài, thích lệ chúng con, mạnh mẽ chúng con, và cho chúng con đấu cháy tấm lòng để hầu vị Ngài. Chúng con cảm ơn Cha, chúng con không giận con người, không giận ngay cả chính chúng con nữa, nhưng mà cặp mắt chúng con dán vào Ngài, tìm kiếm Ngài, hầu vị Ngài. Và buổi chiều nay, cảm ơn Chúa vì sự tiếp đỡ của Chúa, cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa, và sự bày tỏ của Ngài, xin Ngài cho chúng con được sống trong sự công bình của Chúa, sống trong sự dẫn dắt và bước đi của Đức Thánh Linh, để rồi chúng con tin kính Chúa và yêu mến Ngài càng hơn. Cảm ơn Cha. Chúng con yêu mến Ngài trong danh Chúa Jesus Christ, quyền phá quyền luật của bóng tối, sự chết, để cho dân sự của Chúa được tự do, học hỏi tự do lớn lên trong bậc thứ của Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa một lần nữa, chào mừng tất cả quý anh chị em. Tôi cảm ơn Chúa vì mỗi khi mà tôi được kích lệ bởi lời của Chúa, và tôi cảm ơn Chúa vì được chia sẻ cho quý anh chị em, vì tôi học hỏi nhiều hơn, tôi tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Vì tôi biết một điều là chỉ có Chúa là đấng mà đem chúng ta đến, và Chúa gây dựng ngôi thánh của Ngài cũng như là công việc của Chúa lớn lên trong chúng ta. Thì quý anh chị em cũng cầu nguyện, thì giống như tôi chào mỗi lúc mà tôi vào sớm đó, thì cháu tôi, cháu Nhi của tôi đó, nó rất là thương anh Phi. Chắc là nhà chơi, không ai chơi được, với ba nó thì cũng lớn tuổi cả tôi, thành ra không có chơi được, thành ra nó chờ vô đây rồi chơi Phi, nó chạy giỡn, nó bắt anh Khiêm lên quay vòng vòng đủ thứ. Hồi giờ, chiều tôi nói là con ơi con, chú Phi càng ngày càng già, con càng ngày càng nặng, con mà cứ để bắt chú Phi mà Khiêm riết là ông cục xương sống là thôi, là không có ai mà là làm việc nhà thờ hết. Mà trong cái tinh thần đó thì quý bạn chị biết rằng chúng ta càng ngày thì càng yếu đuối, càng mệt mỏi cái phần xác, cho nên chăm sóc phần xác hay là quan tâm đến phần xác, quan tâm đến những điều của phần hồn, phần xác đó, nó không phải là sai. Tại vì tôi muốn quý bạn chị, nhiều lúc đó cái bài giảng tôi nó dài, nó sâu lắm, tôi mở đề rồi tôi vô đề rồi tôi kết luận, nhưng mà một số quý bạn chị nghe cái khúc hay là nghe khúc hay là không nghe khúc, cái thành ra hãy mà tỉnh lúc nào nghe lúc đó, nhiều khi giảng giống như là ông nói là không cần cầu nguyện, hay là ông nói không cần bị nhớ, ông nói không cần đọc lời Chúa, nhưng mà nếu quý bạn chị nghe hết nó không phải là vậy. Nhưng mà có cái quân bình của cái và khi rồi thì tôi giảng giống như là chúng ta phải làm chết những việc của thi thể, nói về của xác thịt đó, chúng ta không mắc nợ xác thịt. Mà quý bạn cho em phải hiểu rằng tôi đã giảng nhiều và tôi cũng đã học nhiều đoạn kinh thánh đó, nhưng mà cho đến bây giờ thì thường lúc tôi khi mà nghe đến đoạn đó thì thường thường là đừng mắc nợ xác thịt, giống như là tình dục hay là những cái sự đòi hỏi của xác thịt mà nó làm mình phạm tội, phá quý bạn cho em, giống như là gian dâm ô uế luân tuồng tất cả những gì đó là điều của xác thịt. Nhưng mà quý bạn cho em, cái sự đòi hỏi của xác thịt là cái sự đòi hỏi mà muốn mình sống để chiều cái xác thịt, mặc dầu cái điều đó nó chưa chắc là tội. Quý mà bây em hiểu điều đó, nó chưa chắc là tội, tại vì không có cái gì tội với cái sự mà muốn cho cái thân thể mình khỏe mạnh, phải quý mà em. Nhưng mà nhiều lúc mình lo cho cái thân thể mình khỏe mạnh đó, hơn mình quan tâm cho cái tâm linh của mình khỏe mạnh, thì cái đó là cái sự sai tật của mình. Amen. Quý bạn em hiểu không? Không có gì sai tật mà lo cho vợ, lo cho con. Mà Chúa, tôi đã nói rồi, Chúa la chúng ta nếu mà mình không biết quan tâm cho gia đình của mình. Trong cái thánh nó vậy, cái sách Phương Văn nói là nếu mình không biết lo lắng cho relative, tức là thân nhân của mình, là mình mắc tội trước mặt Chúa, là tại vì đó là bổn phận trách nhiệm của mình. Amen. Nhưng mà nếu mà mình quan tâm cho gia đình, con cái và thân nhân của mình hơn là quan tâm đời sống thuộc linh, để rồi cái đời sống thuộc linh mình hướng với Chúa, thì cái đó là cái sai tật. Amen. Quý bạn cho em hiểu được đó. Cho nên khi mà tôi chia sẻ cùng quý bạn cho em, thì tôi biết là cái đời sống của tôi cũng vậy, có những cái yếu đuối, có những cái mệt mỏi. Hồi nãy giờ tôi cũng lo, tôi thấy sao không thấy ông bà Nhi,
Tại vì thường thường nếu mà có gì thì ổng cũng phải cho tôi biết hay là như thế nào đó, thành ra lúc mà đi xuống thì tôi nhắn, tôi nói với em dâu tôi, nói là con có ba mẹ đâu, thì quý ông bạn trẻ biết, nó chồng tôi nó cười, nó nói là ba bữa ba đang vô, ba tưởng bữa nay là thứ bảy. Thì đó là cái dấu hiệu của sách sửa về với Chúa và quý ông bạn trẻ. Amen. Mà mà cái điều đó không làm tôi an tâm hơn. Nếu mà ổng quên bữa nay thứ bảy, lát chắc ổng không biết ổng có nhớ để là thắng không, hay là ổng có nhớ là đèn đỏ đèn xanh hay gì, quý mạng chơi hiểu không? Tức là nhưng mà những cái đó là những cái chúng ta phải lo lắng, chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng mà vì vậy tôi dẫn cùng quý mạng cho em tới một cái sự ngọt ngào về cái sự cầu nguyện. Nói về cầu nguyện thì chắc ai cũng biết, ai cũng hiểu, ai cũng nghe để cầu nguyện. Nhưng mà tôi bảo đảm 99% quý mạng cho em sai chặt về cái sự cầu nguyện, cho nên tôi sẽ chia sẻ quý mạng cho em. Và đây mà là một cái nói là không phải tin linh mới nha, không có cái gì mới trong lời của Chúa, nhưng mà cũng không phải giống như là những người bên Phật giáo, đó là cái ảnh lại mình giống như là cái bằng gì, bên Phật giáo có cái chữ giống như là cái gì sáng sáng đó tôi quên rồi, nhưng mà giống như một cái gì tỏa sáng này, mở trí tuệ cái gì đó, ảnh lại mình đó, cái chữ là ảnh lại mình. Dạ, nhưng không phải là quan, nhưng mà đại khái vậy. Nhưng mà nó không phải, nhưng mà giống như có một cái sự dạy dỗ bày tỏ của Chúa về cái sự cầu nguyện. Và tôi nói cùng quý mà anh chị em là chúng ta sai chặt rất nhiều về cái sự cầu nguyện. Và thứ nhất tôi phải nói cùng quý mà anh chị em là tôi dùng lời Chúa để nói rằng rất nhiều điều mà chiến đấu tranh cạnh chúng ta bởi đâu đến là tại vì từ cái sự đòi hỏi xác thịt chúng ta. Mà đừng cứ nghĩ tình dục đó là giống như là mê đàn bà, mê gái, hay là mê đánh bài, hay mê cờ bạc mới là cái sự ham muốn tình dục, quý mà chị không? Tình dục tức là cái sự đòi hỏi của lust. Lust là để nó thỏa lòng của cái phần xác thịt chúng ta, thì trong đó có sự sống của chúng ta, giống như tôi nói nãy. Chúng ta muốn sống khỏe, sống mạnh, sống bình an, sống vui vẻ thì nó cũng là sự đòi hỏi của xác thịt. Amen. Cho nên vì cái đó mà quý mà chị em thấy là trong đó thì nó có cái hồn, mà hồn thì có cái ý chí, cái lý trí và có cảm xúc, đúng không? Đó là lý do mình buồn, mình giận, mình ganh, phải không quý mà anh chị em? Đó là lý do mình tủi thân, hay là mình cảm thấy vui, người ta khen mình vui, người ta mà nói nặng mình thì mình buồn, hay người ta không để ý thì mình cũng cảm thấy tủi thân, tất cả như thế đó. Vì vậy đó, có sự chiến đấu, có sự tranh cạnh, nó tới tới cái tư duy của mình, và tôi không giảng nhiều cùng quý mà anh chị em. Nhưng mà quý mà anh chị em thấy tức là mình ước ao, mình tham muốn, mà tức là mình đòi hỏi mà không được á. Và ngay cả chúng ta giết người và ghen ghét chẳng được gì hết. Tại sao quý mạng cho em? Tại vì chúng ta chẳng được gì vì không cầu xin. Quý mạng cho em thấy ở đây á, là người sách gia cơ cho chúng ta thấy một cái sự tương phản. Chúa nó không có nói là mình giết người, Chúa không có nói là mình cạnh tranh với nhau, nhưng mà nói là giàu có giết nhau, giàu có ganh ghét nhau, giàu có chiến đấu, không có được gì hết. Okay. Ngay những điều mình muốn làm chặt, mặc dầu mình đi một cái con đường tà, mình giết nhau, mình tranh đấu, mình ganh ghét nhau cũng không được luôn. Là tại vì những điều mình làm là không có cầu xin. Ok, quý mạnh cho em nên nhớ, chưa phải là không cầu xin. Và tôi đã giảng nhiều lần cùng quý mạnh cho em, cho nên tôi phải đi sâu chút xíu, tôi không có giảng được nữa. Nhưng mà chúng ta không được vì không cầu xin. Nhưng mà chắc chắn là Chúa không muốn mình giết nhau, Chúa không có muốn mình tranh cạnh điều đó. Nhưng mà ý Chúa muốn nói mình muốn chiều cái phần xác của mình, trong đó có tinh thần của mình, trong đó có tâm linh của mình, trong đó có sự đòi hỏi của xác thịt đi nữa, mình nó sẽ không được tại mình không cầu xin. Nhưng mà nếu mà mình cầu xin á, thì quý bạn cho em tự đã nghe tôi giảng rồi, mà không nhận lãnh được thì tại sao? Tại cầu xin trái lẽ dùng trong tư dục mình, phải quý bạn cho em. Thì quý bạn cho em thấy rõ là nếu không cầu nguyện không có, mà hãy cầu nguyện không có là tại vì cầu nguyện sai vậy thôi. Thì như vậy tôi muốn dẫn của quý bà cho em thấy rằng nếu mà chúng ta làm bạn với Đức Chúa Trời thì chúng ta nghiệp với thế gian, mà chúng ta làm bạn với thế gian chúng ta nghiệp với Đức Chúa Trời. Ai trong chúng ta quý bà cho em cũng biết là chúng ta có một cái đời sống cần cầu nguyện, tất cả quý bà cho em đều biết như vậy. Nhưng mà quý bà cho em thấy là tôi bắt đầu tôi nói câu hơi sốc hơi mạnh với quý bà cho em là 99% của mình cầu nguyện sai hết. Tại vì quý bà cho em thấy rằng nếu mà quý bà cho em quên đến những gì tôi nói cùng quý bà cho em, thì quý mạnh em phải biết một điều đó là chúng ta đến với Chúa chúng ta cầu xin, nhưng mà quý mạnh em biết rằng trước khi chúng ta cầu xin chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời. Đây, quý mạnh em nghe cho kỹ, chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời, và khi mà chúng ta có lời của Đức Chúa Trời đó để rồi chúng ta mới nghe được lời của Chúa, mà chúng ta nghe được lời của Chúa đó thì chúng ta mới cầu xin. Cầu xin là đáp ứng với cái sự chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải đi ở đường về ra.
Để ở đầu quê là chúng ta cầu nguyện để Chúa nghe, phải quý mình cho em. Và có nhiều bài giảng ca làm sao cầu nguyện mà Chúa nghe. Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, phải không quý mình cho em. Và ngay cả Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện, quý mình cho em biết tại sao Chúa Giêsu dạy môn đồ của Chúa cầu nguyện không? Tại vì người Pharisee cầu nguyện dài dòng, phải không? Những người khác cầu nguyện nghĩ là cầu nguyện lớn Chúa mới nghe, cầu nguyện mà hướng về vách tường hay là ở ngoài thành cho người ta nghe, cầu nguyện cái lời hay tiếng tốt, cầu nguyện dài dòng rườm rà Chúa mới nghe, thì Chúa mới cho một cái căn bản về cái lời cầu nguyện trong Ma-thi-ơ. Và tôi quý mạnh cho em tuần nào cũng có đọc lại cha chúng con trên trời, phải không? Chúng ta đều biết điều đó, đó là cái khuôn khổ sự cầu nguyện. Nhưng mà quý mạnh cho em biết là mà tôi và quý mạnh cho em đi theo cái khuôn của người ngoại và nó vào ở trong hội thánh, là chúng ta dùng lời của Đức Chúa Trời để cầu nguyện, chứ chúng ta không đáp ứng với lời của Đức Chúa Trời và lòng chúng ta. Chúng ta cần phải nghe lời của Chúa. Chúa phải phán với chúng ta qua lời của Ngài. Một lần nữa, Chúa phán với chúng ta qua lời của Chúa, chứ không phán chúng ta qua điều chúng ta nghe và nghĩ rằng Chúa phán. Quý mạnh cho em hiểu điều đó không? Tại vì chúng ta muốn gì chúng ta sẽ nghe được điều đó, đúng không? Tương tự nhiều người nói Chúa phán với tôi này, Chúa phán điều kia, tại vì mình muốn được cái này, mình muốn được cái kia, mình muốn thấy được cái kia, thì mình nói Chúa phán với mình. Nhưng mà lời Chúa là điều mà Chúa phán với chúng ta. Khi chúng ta nghe được và chúng tôi sẽ đi tới, mà tôi muốn quý mạnh cho em hiểu điều này. Khi chúng ta nghe được điều mà Chúa phán, okay, và chúng ta nghe điều đó, chúng ta phải tìm kiếm lời của Ngài. Chúng ta nghe được điều Chúa phán thì sự cầu nguyện là đáp ứng lại với cái điều Chúa phán với chúng ta. Thì như vậy điều cầu nguyện chúng ta nó sẽ không theo tư dục mình, và điều cầu nguyện chúng ta mới đẹp lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải địa đâu. Quý quý mạnh cho thấy nhiều người đó tới lúc mà cần thiết tôi từng nói đó, mới bắt đầu đọc là Chúa coi Chúa hứa gì với hoàn cảnh đó, đúng không? Khi nghèo Chúa hứa gì với nghèo, khi bệnh Chúa hứa gì với bệnh, khi mà mất bình an Chúa hứa gì điều đó, tức là mình kiếm lời Chúa để lấp vô. Nhưng mà quý bạn cho thấy cái điều đó, tôi phải mở ngoặc để nói rằng có nhiều lúc Chúa trả lời không phải vì mình đúng, nhưng mà Chúa trả lời bởi vì Chúa thương xót mình, và đó là điều Chúa muốn làm anyway. Nếu như Chúa muốn chữa lành mình, Chúa muốn giải cứu mình, Chúa muốn tiếp trợ mình, Chúa muốn ban bình an, đó là điều mà Chúa muốn làm anyway. Mặc dù cái đường của mình sai, nhưng mà vì thương xót của Chúa, vì Chúa gia ơn, thì Chúa trả lời của mình đôi lúc theo cái ý và cái lòng ham muốn của mình. Amen. Chứ không phải vì đúng. Đó là lý do quý mạnh cho em đừng có nghe người nào nói ô tô cầu nguyện vậy, cái Chúa nghe, cái quý mạnh cho em bắt chước cầu nguyện vậy. Họ nói là sáng sớm đứng 5 giờ sáng họ cầu nguyện, Chúa nghe. Đừng có bắt chước họ 5 giờ sáng cầu nguyện hoài, Chúa cũng không nghe. Cái đó là chuyện của họ. Mà nhiều lúc vậy, phải quý mạnh cho em, có nhiều người Chúa muốn dậy sớm cầu nguyện, nhiều người Chúa muốn cầu nguyện trước khi đi ngủ, hay Chúa muốn làm gì đó thì Chúa làm. Tôi không dám nói tới họ, nhưng mà cái điều quý mạnh cho em biết là cái sự cầu nguyện của chúng ta là đáp ứng với cái điều mà Chúa phán với chúng ta, rồi cái hành động của chúng ta là chúng ta nói chuyện lời thương với Chúa và nhận cái điều Chúa dạy. Đó là cái lời cầu nguyện của tôi và quý mạnh cho em. Và tôi muốn nói về cái sự meditation, tức là sự suy ngẫm, và quý mạnh cho em, nếu mà tôi dùng chữ cho nó lớn hơn chút xíu, làm thế nào mà chúng ta ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời, suy ngẫm lời Chúa, và tên thánh tiếng Việt dịch là meditate. Một lát tôi sẽ nói thêm, meditate là suy ngẫm lời Chúa, để mà có thể dời núi trong cuộc đời. Ai có những núi lớn trong cuộc đời, tôi và quý mạnh cho em, ai có núi lớn? Không ai dám đưa tay, tại sợ người khác thấy là mình có núi lớn, chứ mà ai cũng có núi lớn hết. Có thể không lớn đối với người khác, nhưng mà lớn với mình, phải quý mạnh cho em. Nếu mà chúng ta có những lúc mà chúng ta nói chịu với nội, đó là nuôi lớn. Có những lúc mà mình nói sao khổ quá, đó là nuôi lớn. Nhưng lúc mà sao nói mà sao mệt mỏi quá vậy, sao mà có Chúa mà sao nó nặng nề quá, đó là nuôi lớn trong cuộc đời chúng ta. Mặc dù nó là cái gì, mà nuôi lớn nó có thể là cái dạng công an việc làm, nuôi lớn có thể là cái bệnh tật trong chúng ta, nuôi lớn có thể là gia đình chúng ta, sự lo lắng đời này, hay là tất cả những điều đó, nó là nuôi lớn. Chúng tôi và quý bạn cho em, amen. Quý mạnh cho em đã nhớ rằng ai cũng có những cái núi lớn trong cuộc đời, và Chúa có cái cách mà cho chúng ta dời núi trong cuộc đời. Tại vì nếu không thì Chúa đã không nói điều đó, đúng không? Quý mạnh cho em nhớ Chúa Giêsu dạy, Chúa dạy nhiều, nhưng mà Chúa không dạy để viết ra sách rồi mình đi từng bước, mà nói là bước thứ 1, thứ 2, thứ 3, tới 10 là núi sẽ dời, đúng không? Nhưng mà Chúa chỉ nói dạy gì, nếu mà các người có đức tin nhỏ bằng hồ cải để các người phán cùng núi này nó dời, nó phải dời. Thì mình hiểu Chúa nói gì, tức là cái dầu nó lớn như thế nào mà mình chịu không nổi, mình gánh không nổi, mình vượt không nổi, mà mình có đức tin á, thì điều đó cũng có thể xảy ra được. Nhưng mà quý mạng cho em biết là Chúa, mấy mục sư thủ tuần á, ưa nói là cái đức tin, nếu mình phải có đức tin, tôi nói cùng quý mạng cho em, mình không thể nào thêm vào cái đức tin của mình, nhưng mà mình phải có cái đức tin của gì? Đức tin của con trời, đức tin của Chúa Giêsu.
Phán quý mời cho em, ngày nay chúng ta sống không phải là sống bằng cái đức tin của mình nữa, nhưng mà đức tin của con trời mà chúng ta sống. Vì vậy quý bạn cho em thấy một sư Dũng được không? Nói vậy là quý bạn cho em thấy là nó một cái con đường khác trong cái sự tôi và quý bạn cho em suy nghĩ. Không có cái gì mà lớn tôi và quý bạn cho em không giờ được. Nhưng mà chúng ta có đức tin hay không mà tôi không nói nhiều điều đó. Tại vì tôi giảng rất là nhiều về đức tin. Nhưng mà khi mà nói đức tin đây là chúng ta không vận dụng cái đức tin của mình để dời núi. Tại vì chưa chắc cái núi đó là núi mà Chúa muốn chúng ta dời. Nhưng mà ý Chúa muốn nói nếu cần thiết mình có đức tin thì núi đó nó cũng dời ra trong cái cuộc đời tôi và quý mạch trên. Amen. Và khi mà Chúa nói quý mạch trên tin tôi đi, Chúa không nói về thuộc linh đâu. Chúa thật sự physically mà nói rằng Chúa chúng ta có quyền và Chúa có quyền dời núi nữa. Phải quý mạch trên. Tại vì nếu mà Chúa cho cái chết sống lại thì cái núi nó không có quan trọng gì hết. Và tôi và quý mạch trên đừng có tưởng là ngày nay núi nó không có dời và đòi không có chuyển. Vậy chứ động đất là gì? Những cơn nước lụt là gì? Nếu cần Chúa cũng làm được. Phải quý mạng cho em. Người quý mạng cho em biết là nếu cần thì Chúa có thể giáng lửa từ trời làm mọi thứ, phải không? Nhưng mà chỉ nếu mà cần thì Chúa muốn cho cây vả nó chết sâu ăn thì nó cũng chết, phải không? Quý mạng cho em nhớ không? Khi mà họ tới cây vả rồi xong họ có gì ăn, cái chú ở đó rồi cái hình ảnh chứ không phải chú ghét gì cái cây vả thì chú đói chứ giận. Quý, tại vì tôi tới lắm tôi nói mà tôi không cắt nghĩa quý bạn cho em. Nhiều khi chưa quý bạn cho em hiểu làm chú của tôi giống như chú khác rồi chú vỡ bậy bạ hay là chú nóng rồi chú giận chú vỡ cây vả. Tại vì chú chỉ với dân Israel tức là không kết quả cho chú. Nhưng mà đại khái quý bạn cho em biết chú làm thiệt, chú vỡ cây vả đó thì ngày sau nó ra nó bị héo. Tức là physically ngài cũng có quyền làm điều đó, về bằng sát ngài có quyền làm điều đó, phải quý mạng trên. Và quý mạng trên nhớ là tiên tri Jonah không? Khi mà ổng phiền đó, ổng núp dưới cái cây rồi ổng vào thành rồi Chúa không có tiêu diệt cái thành rồi cái ổng giận quá cái ổng núp ở dưới cái cây mà trồi nho dây leo á rồi xong rồi Chúa cho con sông nó cắn chết cái dây leo cái ổng tức ổng vỡ nó có cái một cái dây leo không mà cũng chết rồi nghĩa là tại sao ổng khổ quá vậy đó. Thì quý bạn cho thấy ý tôi muốn nói đó tức là Chúa có quyền cho nắng chết cái cây khô cây, Chúa có quyền cho sâu cắn để mà chết cái cây, Chúa có quyền làm gì trời đây, có những cái núi Chúa cũng thật sự làm cho nó sụp đổ và có những cái động đất để cho nó sụp đổ. Có những này mà tôi quý mà trên đường suy nghĩ luôn tôi vậy là dân tộc này rửa xả người kia này rửa xả động đất té đè hay gì đi quý mà cho em đừng có nghĩ luôn tôi, ok? Tại vì có những con cái Chúa cũng động đất cũng chết chứ không phải là tại vì thì họ có tội động đất mới chết. Tôi nói tôi phải muốn quý bạn cho em hiểu điều đó. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói là cái gì Chúa cũng làm được, nhưng mà có điều quý bạn cho em thấy là trong cuộc đời tôi và quý bạn cho em Chúa nói là núi nó phải dời nếu mình biết mình cầu nguyện cái gì. Và nếu mình biết là sự cầu nguyện đó là không phải accomplish hay là làm thành ý muốn của mình nhưng mà làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời thì núi nó sẽ dời trong cuộc đời. Mà tôi chỉ nói cùng quý bạn cho em cái câu này nó xưa như trái đất. Có nhiều điều nó giống như núi trong cuộc đời của mình, nhưng mà nó không phải là núi. Nó là một cái đồi đối với người khác. Nói như là hay cả nó là chỉ một cái gì thấp hơn đồi ta. Núi đồi có cái gì nó cũng cong cong nhô nhô hay là nó là cái u hay là cái gì thôi đối với những người khác. Okay. Chứ mà đối với tôi nó là cái đòi quý bạn cho em hiểu rồi phải không? Cái thân tôi bây giờ đó, bây giờ biểu tôi chạy từ đây về nhà tôi nó có một block qua đây qua đây cái kia chạy thêm block hai block nữa là chạy tới gần nhà chị Nguyễn chút xíu. Nhưng mà đối với tôi nó là cái núi, tôi mà chạy là tôi xỉu trở vô nhà thương liền. Nhưng mà đó chú Châu thì không biết ông mới vô nhà thương không còn dám chạy không chứ nó là có thể là cái đòi thôi. Và đối với một số quý bạn cho em mà khỏe hơn tập thể dục mỗi ngày thì nó không là cái gì hết. Phải không quý mạnh cho em? Quý mạnh cho em hiểu được tôi không? Tức là chúng ta có những cái núi trong cuộc đời mà nhiều lúc mình thấy nó là cái núi, thật sự nó không phải là cái núi. Nhưng mà tại vì đối với cái sức của mình, đối với sự suy nghĩ của mình, đối với điều mình nghĩ là mình không làm được thì nó là cái núi. Nhưng mà quý mạnh cho em có thấy là bao giờ chú biểu mình làm cái điều mà mình không làm được không? Bây giờ chú biểu là mình cầu nguyện một điều mà không thể xảy ra không? Có bao giờ chú đặt vào cuộc đời của mình cái hoàn cảnh mà mình không chịu đựng nổi? Và câu trả lời là không, không bao giờ trong cuộc đời mình hết. Tại vì như người cha thương con thế nào thì Chúa yêu thương chúng ta và không bao giờ đặt cái gánh nặng nào hơn là chúng ta có thể chịu đựng. Nhưng mà có những cái núi cuộc đời chúng ta nó phải dời, nhưng mà nó dời đúng lúc, đúng thời điểm và theo ý của Ngài. Và nhiều lúc giống như tôi nói Chúa không dời tại vì trước mặt Chúa nó không phải là cái núi. Và Chúa sẽ huấn luyện mình để mình nhìn nó không phải là cái núi, nhưng mà nó chỉ là cục đất mà mình sẽ đạp lên thôi.
Quý mạnh cho anh hiểu được không? Nó chỉ là một cái cực lực, đây là một cái gò phải không? Hồi nãy có ai nói cái gò dài tới dưới cái đầu đấy là cái gò. Nó là một cái gò nhỏ mà mình sẽ vượt qua thôi. Tại đây mới đầu mình thấy giống như là cái núi, nhưng mà thật sự nó là cái gò Chúa để đó để mình vượt qua. Và tôi cũng thưa cùng quý anh bạn trên buổi chiều nay đã làm thế nào mà chúng ta có thể tập trung vào sự suy gẫm lời Chúa để mà dẫn chúng ta đến sự cầu nguyện đẹp lòng của Đức Chúa Trời. Câu với tôi sáng thế ký đoạn 24 quý anh bạn trên ráng theo nha. Sáng thế ký đoạn 24 okay. Nếu quý mà trên đọc 24 đó, đây là cái lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Abraham về cái dân tộc con, và đây là cái chỗ mà quý mình nhận thấy là Chúa dẫn Abraham để mà có người đi kiếm vợ cho Abraham để mà nói vợ rồi. Tôi sẽ không dẫn nhiều cùng quý bạn trên, tại vì nó dài lắm. Tại vì tôi mà đụng vô cái câu nào tôi giảng câu đấy là suốt đời không đi hết cái bài giảng tôi muốn giảng quý bạn trên. Nhưng mà quý bạn trên coi cái câu 62-63 đi. Tức là sau khi mà tôi tớ của Abraham đi và kiếm vợ được cho Isaac đó, và đem Rebecca trở về là vợ của Isaac đó. Và đây là chỗ mà tôi an ủi những người mà kiếm vợ kiếm chồng. Nếu mà Chúa muốn mình có vợ có chồng thì Chúa sẽ lôi đâu ra một bà một ông nào đó cho mình. Đừng lo. Phải không quyên mình cho em? Tôi biết nói thì nói vậy chứ cũng lo. Thấy mình sao không có an này nọ mà quyến bà cho tôi dầm xuống đây tôi nói. Có nhiều người thì bây giờ nói ôi gia đình là gánh nặng quá, phải lo cho con rồi chồng già rồi lo cho già chồng rồi nọ. Có nhiều người nói ôi chồng mất sớm quá không có để mà lo. Rồi có nhiều người thì nói ôi tới giờ này không có gia đình mãi mốt không biết mà về với Chúa rồi có ai lo không. Rồi có nhiều người nói ôi giờ có gia đình không muốn về với Chúa. Quyến bà cho này không, cái mặt nào nó cũng có ngọt mà cũng có bùi mà cũng có cay đắng trong đó đó anh thua là Chúa cho mình chịu đựng tới nào mình chịu đựng thôi. Nhưng mà quý mà anh cho này nó thấy em xin nửa lộn bài giảng, nhưng mà có cần thì Chúa cũng lôi một bà Rebecca về cho quý bạn kem. Ý tôi muốn nói vậy rồi, cái ở đâu tận Nam Phương ở phía nào Chúa muốn lôi là Chúa lôi, đừng có sợ gì hết. Nhưng mà quý bạn kem thấy rằng cái chỗ chiều khi mà Isaac tại Nam Phương từ giếng là trai trở về nối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy gẫm, nhướng mắt lên thì thấy là đà đâu đấy. Tôi chỉ muốn ngừng chỗ này, tôi thấy đã với mình cho tôi đọc kinh thánh hoài, tôi thấy nhiều câu theo tôi ngồi mà tôi khoái chí, tôi cười hoài. Quý mạng cho em mà tôi thấy cái ông này ông đâu có lo lấy vợ, nhưng mà ông già lo lấy vợ cho ông. Thì dĩ nhiên quý mạng cho em biết là tại buổi này ai mà để cho ông già lấy đu kéo một người mắt mù mắt lé về sao. Okay. Nhưng mà đại khái quý mạng cho em biết người trai nào cũng muốn cho có một người con dâu tốt thì thôi không nói nữa. Nhưng mà chỗ này tôi muốn nói cùng quý mạng cho em là Isaac làm gì. Isaac ra ngoài đồng ở Nam Phương về làm việc, từ giếng về làm việc như ổng làm việc bình thường là thêm một bài giảng khác. Okay. Nhưng mà quý mạng cho em thấy ổng làm gì? Ổng đi ra ngoài đồng đặng si gặp. Ổng đi ra ngoài đồng đặng mê đi thấy thôi. Ông đi ra đồng để mê đi thấy, và trong cái thánh thì không nói mê đi thấy cái gì, nhưng mà có thể dòm đến mê đi thấy vì lời hứa, suy gẫm về lời hứa Đức Chúa Trời cho Abraham, suy gẫm về cuộc đời của ông được sanh ra bởi người sanh ra bởi hai người già, suy gẫm quý mà anh em hỏi không, tức là suy gẫm về Đức Chúa Trời. Suy gẫm cái gì tôi không biết, nhưng mà trong lúc ông suy gẫm thì nhướng mắt lên thì thấy bà vợ với là đạt tới. Phải chỉ tôi và quý mà cho em hiểu được cái điều này. Phải chỉ tôi và quý mà cho em biết là trong cái thời điểm của mình luôn luôn sẽ có cái nguồn phước. Nếu đó là cái nguồn phước của Đức Chúa Trời thì luôn luôn nó dẫn sát tới tôi và quý mà cho em. Tôi nói hơi nặng chút xíu. Okay. Và tôi biết rằng trong cuộc đời của mình không phải là tự nhiên có một bà một ông đẹp trai một bà đẹp gái nào rớt cái đùi xuống ở trong, nhưng mà sẽ có người dẫn sát trong cuộc đời chúng ta. Quyên bà chàng cần tiền sẽ có người dẫn sát trong quyên bà chàng để mà tiếp cận quyên bà chàng bằng cái này cái kia. Quyên bà chàng cần công an việc làm có người dẫn sát trong quyên bà chàng. Nói như vậy không phải là mình không đi kiếm việc, nói như vậy không phải là mình cứ ngồi ê ra đó rồi cho bụng bự ra rồi cho nghĩa là mở trong cuộc đời tại vì không biết làm gì hết. Nhưng mà tôi nói cùng quý bạn cho em, để sự lo lắng thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng mà hãy để sự suy gẫm thuộc về mình. Và suy gẫm ở đây không phải là lo, nhưng mà suy gẫm có Đức Giê-hô-va đang làm gì, Ngài đang làm gì cho chúng ta, đã làm gì và sẽ làm gì. Tôi quý bạn cho em, tôi có giảng nhiều, nhưng mà quý bạn cho chị em thấy rằng khi đó thì chợt thấy quý bạn cho em thấy Rebecca nhướng mắt lên thấy
ba này cũng đâu biết chồng mình sao. Tự nhiên đang ở ngoài nước giếng múc nước, cái thấy tôi tớ ra thì ai đâu có thấy vui lắm. Nhưng mà đại khái ông đang suy gẫm thì bà này giá xác về làm vợ. Ù đã không? Nhưng mà cái chìa khóa quý bạn, cái chìa khóa ở đây đó là không phải là ông suy gẫm cái gì, nhưng mà chìa khóa là tới thời điểm của Đức Chúa Trời không cần biết ông suy gẫm cái gì, nhưng mà mình biết là ông mê thấy cái gì đi nữa thì cái sự Rebecca xuất hiện trả lời cho cái sự mà ông đang suy gẫm trong cái cuộc đời của ông. Thì cái điều tôi muốn thưa cùng quý mình cho, tôi muốn quý mình cho em là có nhiều điều mà ngày hôm nay nhiều tôn giáo và nhiều cái cách khoa học hay là ngay cả về cái phần xác họ tập cho quý mình cho em mê thế. Ok, và tôi nói thẳng cùng quý mình cho em, con cái của chú không nên yoga, tại vì ai suy gẫm thì sẽ biết là yoga nó không phải của Đức Chúa Trời. Tại vì để tôi nói luôn thờ lái tụi mình, quý mình cho em biết rằng tất cả những phương thức của Adam, của Asian, của Adam hay là của Trung Đông hay là những phương thức thiền đó, chúng ta dùng chữ thiền là meditate đó, quý bạn cho em biết làm gì không? Tức là nó empty cái mind của mình, nó lấy, nó tập cho tôi và quý bạn cho em lấy cái mind của mình nó trở nên trống không, đúng không? Để cho mình không lo lắng rồi này nọ, mình hít thở mà làm cái empty, mà quý bạn cho em biết rằng cái mind của mình không bao giờ empty. Cái mind của mình, một là nó đầy dẫy mình, đầy dẫy tư tưởng của ma quỷ hay đầy dẫy Đức Chúa Trời vậy thôi, không bao giờ empty, không có bao giờ neutral hết á, quý bạn cho em biết điều đó. Thành ra đó là lý do mà chú nhớ cái câu chuyện cầu nguyện đùa quỷ xong chú nói khi quỷ ra đó rồi đi ra cái nó thấy nhà trống nó kéo bảy quỷ mạnh gấp bảy hơn chứ trở vô là vậy. Ok, tôi không nói nữa, nhưng mà quý mà cho em nên nhớ với tôi tất cả phương thức thiền, ok, dầu nó là gì, thể thao, tôn giáo gì thường cũng vậy hết, nó là em tin cái mai quý mà cho em, nhưng mà ngay kỹ meditate trong lời chú cũng dùng chữ meditate nha, nhưng mà tại vì tiếng Việt mình dịch là suy gẫm. Thì quý mà cho em và tôi tránh dùng chữ thiền, tại vì hãy nói thiền với quý mà cho em nghĩ tới cái thiền của những tôn giáo khác hay là cách tập thể dục. Nhưng mà meditate của Chúa là không phải là empty yourself, nhưng mà meditate để đầy dậy Đức Chúa Trời. Ù đã không? Vỗ tay cái amen cái rồi chúng ta cái. Quý mà cho em hiểu cho đó, cái meditate của chúng ta là lời của Đức Chúa Trời suy gẫm là đầy dậy Ngài, chứ không phải làm cho nó trống cho chúng ta. Tại vì khi mà trống mà không có Ngài, không có Chúa đó, thì đó là chỗ gì của ma quỷ. Ma quỷ nó không cần xin phép, ma quỷ nó lớn, quý mà cho em hiểu điều đó không? Nếu mà tư tưởng chúng ta mà không điều khiển bởi lời Đức Chúa Trời, nó lớn vào, nó xâm chiếm vào và nó không chịu ra. Cho nên vì cơ đó thì khi mà chúng ta thiền đối với cơ đốc nhân á, meditate là suy gẫm lời Chúa để Ngài đầy ngập trong chúng ta, chứ không phải để mà chúng ta trở nên trống không. Ok, quá hay, tôi phải đi tiếp. Ok, quý mạnh cho em biết rằng Chúa cho chúng ta có một cái sự kỳ diệu để mà suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà quý mạnh cho em thứ nhất có thấy đã không? Tức là chúng ta sẽ được phước khi mà chúng ta biết suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Và trong lời của Chúa là đầy dạy vậy. Quý bà dạy con với tôi Jose nãy mình có đọc. Này cho tôi giảng 10 năm chưa hết đó. Nhưng mà Jose đó, quý bà cho em biết rằng Jose là cái lời hứa mà chúng ta nãy anh Phiên cho đọc đó. Jose đồng 1 câu 8 đó, chúng ta đọc cái câu đó đó. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm gì ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Quý bạn cho em có biết là cái lời hứa này là phán cho Joseph là một người trẻ xa 40 năm, okay? Nó trẻ chứ ông cũng già rồi, là tại vì lúc đó ông bà còn đánh thì ông cũng là mấy 20 tuổi gì đó, là chơi xa 40 năm mà ông cũng già rồi. Ok, nhưng mà trẻ trẻ hơn mấy người già khác. Và ổng là một trong mấy cái người già mà chưa chết, là tại vì ổng với Caleb là hai người còn sống duy nhất thôi, còn mấy người già kia chết hết rồi, mấy người mà bước vô trong đồng vắng đó. Ok, nhưng mà quý mạng cho em với cái lời hứa này là lời hứa mà nói rằng khi Nguyễn sách luật pháp, và tôi sẽ nói chút xíu, Nguyễn sách luật pháp chớ xa miệng ngươi và hãy suy gẫm, tức là đọc phải không quý mạng cho em, nghiền ngẫm. Cái chữ suy gẫm mà chúng ta dịch ở đây meditate đó là cái chữ chu, tức là nhai. Ok, là nhai nuốt lời của Đức Chúa Trời. Ok, nó là giữa nơi cửa phía bên ngoài và phía bên trong. Quý mạng cho em biết rồi, nếu mà không có răng, không có miệng để nhai là mình chết, đúng không? Hay là mình miệng mình mà không nhai được, không có đồ ăn như là mình chết. Đó là một cái sự quan trọng về nhai nuốt lời của Chúa. Là quý mạng cho em thấy rằng cái điều quan trọng ở đây mà Chúa dạy cho Joseph đó là quyển sách luật pháp này chia sẻ. Mọi người chúng ta nên nhớ, Joseph bắt đầu đi vào một cái chiến trận mà ông chưa bao giờ đi hết, đi vào một cái chiến trận mà ông chưa được huấn luyện. Quý mạng cho em nên nhớ vậy. Ông là một vị tướng, Moses là một người tiên tri, nhưng mà Joseph là một người tướng được
mà ai dạy cho ông đánh trận, ai dạy cho ông những cái chiến thuật đồ này nọ, cho nên ông bước vào một cái trận chiến để mà lấy đáp cho dân sự của Đức Chúa Trời bằng cái phương thức mà ông chưa bao giờ hiểu hết, chưa bao giờ có ai muốn luyện ông hết. Chúng ta phải nhớ điều đó. Nên đó là lý do mà đọc lời Chúa nói là Chúa mở một con đường, Chúa dẫn chúng ta con đường. Và khi mà tôi nói của quý bạn cho em hiểu với tôi này, trong cuộc đời chúng ta thấy những mất mát, những sự mới. Nếu mà mới mà mình hiểu được đó, nó không phải là mất mát, phải không quý bạn cho em? Nếu mà ai mà cho mình có tiền, tiền mới thì nó mình tiền mình hiểu, có tiền mình hiểu, mất tiền mình không hiểu, phải không quý bạn cho em? Có sức khỏe mình hiểu nhưng mà mất sức khỏe mình không hiểu, có tình yêu mình hiểu mà mất tình yêu mình không hiểu. Đó là những sự mà mất mát của mình, tại vì cái gì mình đang có thêm mình không lạ, nhưng mà mất đi thì mình trở nên giống như trống vắng bực bội. Mất mát trong cuộc đời thì những điều đó là gì quý mình cho em biết không? Những điều đó là những cái điều mới trong cuộc đời mình, dẫn mình vào một cái trận chiến mới, dẫn mình vào một cái bước đường mới. Mà Chúa nói là những cái con đường đó là con đường mà ngươi cần phải nắm tay ta, ngươi cần phải nghe tiếng ta, ngươi cần phải bước theo ta, rồi ngươi mới thấy được cái hướng phước hạnh trong cái con đường đó. Và con đường đó, con đường tôi và quý bạn cho em không có muốn đi. Tôi nói thật, Tết nào, năm nào quý bạn cho em cứ ước ao là gì? Những sự mới hơn. Nhưng mà mới cái đó là gì? Là tiền nhiều hơn, phải không? Sức khỏe nhiều hơn, tình cảm dồi dào hơn, phải không quý bạn cho em? Chứ có ai mà chúc cho mất mát gia đình, chúc cho mất mát của tình yêu, chúc cho mất mát, thì đó là mới vậy. Đó là những cái mới, phải không quý mạnh cho em? Nhưng mà quý mạnh cho em có biết rằng những cái mới mà Đức Chúa Trời cho đó phải hoàn toàn mới với tôi và quý mạnh cho em. Trong những lúc tự nhiên mất mát gia đình mình, mất mát thân nhân mình, mất mát công an việc làm, tự nhiên những lúc mà hụt hẫng nhất của quý mạnh cho em á, là những cái lúc mà dĩ nhiên đấng mà duy nhất mà chúng ta tìm cầu là Đức Chúa Trời, cái đó ai cũng hiểu hết. Nhưng mà quý mạnh cho em biết rằng đối với Joseph đó thì không hơn gì hết, để mình Joseph sẽ mất Moses rồi, Moses là thầy của mình. Okay. Bây giờ mất ngôi xe, mất cái người mà directly nghe lời của Đức Chúa Trời nữa. Và đó là cái điều mà quý mạnh cho em phải biết, là ngôi xe là một người thấy Chúa và nghe lời phán của Đức Chúa Trời. Mà Joseph học được như vậy, không phải như vậy. Và Joseph được đạt vào một cái địa vị giống như tôi và quý mạnh cho em. Ngày nay Joseph là giống như đi vào người đất hứa mà bởi sự tin cậy Đức Chúa Trời thôi. Những sự gì mà đã được nói về Đức Chúa Trời mà ổng nghe thôi. Những sự gì được mà chép về Đức Chúa Trời, những phép lạ mà ổng đâu có thấy, ổng vô cùng đâu có thấy, chưa biết nữa. Nhưng mà kinh nghiệm mà trong đồng phán ông bước đi như thế nào, những kinh nghiệm mà Chúa cho ổng từng trải với đời sống cá nhân là những điều ổng phải bước trên đó để mà bước vào, ngày qua khỏi đồng phán, bước vào, qua khỏi sân cho nên mà được bước vào cái miền đất hứa như vậy. Và tôi và quý bạn cho em ở trong một cái thời kỳ nhiều người nói rằng cái miền đất hứa là thiên đàng, không phải. Quý bạn cho em ra khỏi xứ Egypto là chúng ta bước vào thiên đàng rồi, mặc dù nó còn trên đất này, chứ có thể là cái đồng phán vẫn còn trên đất này. Cái miền đất hứa không phải là thiên đàng, tại vì qua ra khỏi xứ Egypto là chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời rồi. Nó có thể tạm bợ trong đồng phán hay là tạm bợ ở trong cái xứ Canaan là cái miền đất hứa. Nhưng mà quý mà cho thấy sự khác biệt là trong đồng phán tôi nói gì, họ sống bởi sự Đức Chúa Trời làm, đúng không? Ngài làm hết, đúng không? Ngài rẽ biển, đúng không? Ngài rẽ biển là sao? Gì khác? Ngài cho nước, phải không? Ngài làm cho cái ao, cái sông đắng nó trở nên ngọt, đúng không? Rồi sau đó họ di chuyển thì Chúa làm hòn đá ra nước, họ uống từ đó, đúng không? Rồi Ngài cho mana, phải không quý mà cho? Rồi họ có bệnh thì Chúa cho lành. Amen. Chúng ta thấy những cái đó là Đức Chúa Trời làm hết á. Nhưng mà khi mà qua khỏi sông Giô-đan thì một lần nữa Chúa bày tỏ bằng cái sự rẽ biển. Nhưng mà vô qua khỏi sông Giô-đan mà vào xứ Ca-đan, quý bạn cho em thấy họ phải làm gì? Họ phải đến cạnh. Quý bạn cho em thấy là con cái của Chúa mà là con trẻ khỏe re à, Chúa nuôi ăn, Chúa nuôi uống, Chúa chữa lành bệnh sung sướng lắm, khỏe lắm, cứ é lên tiếng là Chúa làm. Nhưng mà trưởng thành á, đừng có tưởng trưởng thành là cầu nguyện Chúa cho là được trưởng thành là bắt đầu gì, đánh trận, đánh từng chỗ, đánh từng chỗ. Nhưng mà quý bạn cho thấy là không bao giờ họ phải làm, họ chống cự bằng cái gì mà họ không thể làm được hết. Quý bạn cho thấy trước khi mà họ đánh những cái thành khác, và sau đó mình biết là họ phải đánh, đúng không? Và những thành khác họ phải đánh thành Ai rồi này nọ, tấn công. Nhưng mà cái thành mà lớn nhất á thì họ không có cần phải đánh, nhưng mà họ cần nghe lời. Tôi nghe thấy một sự hướng dẫn hay, tôi chưa thấy amen, chắc quý mạnh cho em chưa hiểu, nhưng mà nãy giờ nó quá hay rồi đó. Là tại vì ngay cái chỗ đó quý mạnh cho em thấy rằng trước khi mà Chúa cho mình đánh thì mình vâng phục thôi, mình chỉ cần vâng phục lát mình đánh được. Có nhiều người nói ôi tôi không nói gì nữa, không nói gì, cứ tin đi. Hồi nãy một sư dụng nói tin, bởi đó tin, mình tin và vâng phục đi. Tại vì cái thành đầu tiên là thành gì? Jericho. Jericho nó bự,
nó dài và nó vĩ đại phải không? Nhưng mà nó sạch. Sạch tại sao? Sạch tại nghiền hả? Sạch là tại vì họ có súng súng ba lơ cái gì đó thục ra nổ à? Không có. Sạch là tại vì họ vẫn phục thôi. Tôi nói cho quý bạn trên vui lắm, chỉ nghe lời đi vòng tường sạch dây thấp. Như nhiều khi mình đọc mình thấy giống như chú giận chơi vậy đó. Nhưng mà cái đó là một cái bí quyết với mình, cho tới khi họ vâng phục rồi thì sau đó chú biểu đến đâu đánh, chú biểu đừng đánh thì đừng đánh, mà chú biểu rút thì rút, mà chú biểu thì tấn công thì tấn công, đúng không? Tức là họ phải tập vâng phục. Tôi và quý mà trên luôn luôn muốn lấy đất không? Quý mà trên thấy nhiều một sư dạy là làm sao mà trên đất, mà tôi thấy xin lỗi ở đây cũng có tôi nữa. Hồi đó là giống như hãy mà phàm bàn chân tại vì là Chúa mà phàm bàn chân mà ngươi đi tới đâu ta cho ngươi tới đó. Hồi đó không biết có chú châu chưa, không biết có bác Lộc chưa, mà đó muốn đi nhà thờ đó, mấy ông đó kéo nhau cứ đi vòng là thấy nhà thờ nào đẹp cứ đi vòng claim cái đất đó, để mà chú nói mà bạn cho ngươi đi tới đâu thì chú cho tới đó. Nhưng mà tôi thấy chắc không phải đâu, tại vì bạn cho mình đi vòng nhà thờ này hoài mấy chục năm mà nó vẫn là nhà thờ Đại Hàng, đâu phải nhà thờ mình. Quý mà em hiểu không? Nhưng mà có những cái lúc mà chúng ta phải hiểu là Chúa dạy cái gì. Nhưng mà ở đây quý bạn cho em thấy rằng sau khi mà cái thành nó sập rồi thì tất cả những cái thành khác họ phải đánh khi Chúa biểu đánh, và họ rút khi Chúa biểu rút, và họ phải vâng phục, và họ phải biệt riêng ra, và cái gì mà không làm theo Chúa thì họ thất bại, mà làm theo Chúa thành công. Vậy thôi. Thì như vậy quý bà anh em thấy rằng cái meditation của tôi và quý bà anh em, khi mà Chúa dạy cho Jose, Chúa nói và đây là đặc biệt nhất là cho những người lãnh đạo. Ô quý bà anh em ngồi khỏe, ô ông nói lãnh đạo không phải là tôi rồi, chắc bà mời ông Châu ông Dũng gì chứ chắc không phải là tôi. Không, quý bà anh em có điều lãnh đạo hết, đúng không? Thấy có chồng là có lãnh đạo, có vợ là có lãnh đạo, mà có làm gì cho mọi thứ là có lãnh đạo, mà không làm cũng lãnh đạo nữa. Tại vì nãy tôi nói gì, người ta dòm mình, ta dòm mình là lãnh đạo gì nữa. Phải không quý bạn cho em, đúng không? Bao nhiêu người mà quý bạn cho em thấy rằng mình chẳng làm gì hết, cái tự nhiên nói giống như con tôi vậy, hãy mà biểu nó làm gì hay nó không làm gì, nó nói ô tại anh nó vậy, chắc anh nó không làm nó phải làm, đúng không? Quý bạn cho em có biết là người ngoại đầu này nó cũng nói y chang không? Ông đó không làm sao tôi phải làm, bà đó không làm sao tôi phải làm, họ vậy vậy sao tôi mới vậy, họ đâu có bỏ chuyện này sao tôi phải. Quý mà cho em hiểu không? Luôn luôn thì đó, quý mà cho em cũng là lãnh đạo vậy, mà tôi phái câu này Việt Nam lãnh đạo là lãnh đạo vậy thôi. Cái, nhưng mà quý mà cho em hiểu được không? Quý mà cho em có là đừng có nói là một sư mới là lãnh đạo. Quý mà you are leading, leading là leader, you are leading somebody. Bây giờ con quý mà cho em không cầu nguyện, tôi cúi xuống quý mà cho em có cầu nguyện không? Con quý mà cho em không muốn đi nhà thờ, tôi cũng xuống quý mà cho em có muốn đi nhà thờ không? Hay tới lúc đi nhà thờ quý mà cho em cũng giống như nó mà cũng ụt ra, rồi cũng nặng nề lên xe gì mà chi người mới có 3 giờ mà đi nhà thờ chi sớm vậy? 3 giờ cũng còn kéo đâu, tới 3:15, 3:30 gì chi đi lâu sớm. Quý mà cho em hiểu không? Nếu quý mà cho em là những người leader, quý mà cho em mà không lead, quý mà cho em mà không làm gương thì đừng nói con cái, gia đình, thân tộc gì quý mà cho em làm theo. Mà hơn nữa, nếu quý mà cho em lý bằng cái miệng thì hả, còn không muốn nghe nữa. Hãy yêu nha đi, ba ngày sớm tối nghe, làm tôi bực mình, ấm đi. Nhưng mà hãy yêu Chúa hết lòng đi. Ai thèm yêu? Phải không quý mà cho em? Quý mà cho em hiểu được rồi đó, bên chú án lý rồi. Tại đây đừng có đổ thừa trên chỗ xoay, đừng có đổ thừa người khác. Nhưng mà đây là lời hứa cho những người leader, và leader đó là quý mà cho em á. Mà nếu bây giờ quý mà cho em nói tôi không chơi với ai, tôi không có cần ai dẫn tôi mà tôi cũng không cần dẫn ai hết, thì you are leading yourself. Quý bạn cho em tự dẫn mình, you are your leader. Đây thì quý bạn cho em thấy rằng cái lời Chúa nói rằng quyển sách luật pháp này, tôi phải nói lại tại đây không phải là bài giảng chứ thôi, nhưng quyển sách luật pháp này kéo dài mọi người. Quý bạn cho em biết rằng nghe chữ luật pháp đó là mình bắt đầu thấy rõ rõ hơi sợ phải không? Tại vì luật pháp, tại sao Chúa gọi lời của Chúa là luật pháp quý mình cha? Thí dụ Chúa nói quyển sách phước hạnh này là mình đọc nhiều hơn chút chứ phải không? Hãy đọc cái người được phước, đọc câu số 1 được một phước, là câu số 2 được hai phước, từ cái số hơn là mình phải đọc phải không? Quyển sách luật pháp là thấy sợ rồi. Tại sao luật là luật? Có nghĩa là luật là cái chuyện nói ra nó như vậy là phải làm như vậy, không có cãi với luật.
phải quy mạng cho em, tức là tôi không biết quy mạng cho em ở quốc gia nào quy mạng cho em thích ông thì tôi không thích, thích tổng thống hay không thích, mà luật là luật vậy thôi. Cái không làm theo luật này ở tù. Quý mạng cho em hiểu không? Có nhiều người ngon lắm, tức là dùng đủ lý lẽ nhưng mà luật là luật. Nếu không thích luật này đi chỗ khác chơi, ở dưới luật khác nó cũng là luật, nó cũng có luật khác vậy, nhưng mà luật là luật, luật phải làm theo. Nhưng mà quý mạng cho em lý do mà Chúa gọi quyển sách luật pháp này là tại vì nó exactly là ta, nó là luật của Đức Chúa Trời. Và luật đó có nghĩa là gì? Cái luật đó để giữ chúng ta có sự sống, ít nhất là sự sống trong Đức Chúa Trời. Cái luật đó để ban cho chúng ta có sự sống, và luật đó giữ chúng ta có sự sống. Phải quý mạng cho em, tức là dầu gì đi nữa, cái luật lệ trên thế gian này cũng cho cái ích lợi của quốc gia đó. Chúng tôi không cần biết là mình thích cái quốc gia đó hay không, mà ích lợi cho quốc gia đó, ích lợi cho những người trong đó, phải quý mạng cho em. Và cái luật đó giữ cho mình còn sống, đúng không? Quý mạng cho em thấy, tôi đã nói nhiều lần, nếu mà mình không tuân theo luật nhiều người ngon á, tôi là con cái của Chúa, tôi khi là free, free of law, law free. Ok, không, mình không có cần bay theo luật lệ gì đó, tôi không cần biết ai nó làm được, tôi không làm, băng qua đường đi. Con có giữ luật không? Cái câu nói là mình chọn mình giữ cái luật nào mình thích và luật nào mình không thích, phải không quý mình trên? Có nhiều người giữ hết luật này nhưng mà không muốn thấy, tôi không thích, không thấy. Hay hãy giữ mấy cái luật này mà không muốn làm theo cái luật kia vậy thôi. Nhưng mà luật của Đức Chúa Trời là luật để chi? Để cho mình có sự sống. Và khi mà Chúa nói là cái quyển sách luật pháp này chế xa mình thương thì quý mình trên đây nói là hãy vững lòng, cẩn thận và làm theo hết những luật lệ này mà tôi không dạy cũng có nhiều, nhưng mà có một lý do mà Chúa nói rằng hãy suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo hết tất cả những điều này, là tại vì ngươi có làm theo ba điều mà bỏ một điều thì cái điều mà ngươi bỏ đó là cái điều ngươi sẽ mất phước, và ngươi mất cái phần đó ngươi sẽ đi chập, ngươi sẽ đi sai, ngươi sẽ phạm tội và ngươi sẽ có chỗ để cho kẻ thù nó chiếm đóng ngươi. Quý bạn cho em hiểu chỗ đâu? Tôi uống thuốc nhiều lắm, mà một số quý mạnh trang cái tên cũng cả tôi, thuốc đường, thuốc mỡ, thuốc xương, thuốc dầu cá, thuốc hiện là một đống, bây giờ nó bớt lại chích rồi nó đỡ hơn thôi, nhưng mà cũng là một đống thuốc, tức là tôi bỏ nhiều lắm rồi, tôi không uống thuốc bỏ nhiều, mình là một đống thuốc. Mà quý mạnh trang biết rằng một ngày đẹp trời mà tôi bỏ một viên á, nó cũng giết tôi như thường. Mà cảm ơn Chúa là Chúa không cho chết thôi, chứ thật sự là nó không tốt, tại vì ai cũng nói là mấy thuốc mỡ không được bỏ, mấy thuốc cholesterol không được bỏ. Lâu lâu tôi làm biến, vợ hỏi uống thuốc chưa, tôi nói rồi. Mà cảm ơn Chúa là vợ tôi đã học được nhiều điều, sau nhiều năm lấy tôi là không tin những gì dụ nó. Thế này cái mặt tôi tỉnh bơ là uống rồi, bà cũng tỉnh bơ là bà lại vợ hợp thuốc đó. Tôi nói ủa vậy hả? Mặc vậy ai giận được, ủa vậy hả? Sao nhớ uống rồi mà. Nhưng mà quý bạn cho em biết là mình không thấy cái effect đó, mình không thấy, nhiều khi mình không chết liền. Nhưng mà quý bạn cho em có biết, mình không giữ luật, mình không làm theo những điều mình cần làm, nó sẽ ảnh hưởng. Có khi ngày mai, có khi ngày mốt, hay là dài dài đâu đó là tim nó cũng nghẽn, gì mình làm biểu uống thuốc, gì mình bỏ thuốc, gì mình không có dân lời bác sĩ hay tất cả những điều đó. Amen, quý bạn cho hiểu được không? Nhưng mà quý bạn cho thấy thành ra khi mà chú nói với chú ra cái quyền lực sáng là chớ ra, nhưng mà suy gẫm tại ta sẽ giữ và ta sẽ không, tôi nói cùng quý bạn ta chú không dạy dạng sao, nhưng mà Chúa hứa với chú xây trước khi chú nói này, chú nói là chú sẽ không lìa bỏ ông, và cái lý do mà chú không lìa bỏ ông sẽ nhận được là nếu cái quyển sách luật pháp này mà ông cứ suy gẫm mà không lìa bỏ mình, thì chứ ông suy gẫm như thế nào thì Đức Chúa Trời không bao giờ lìa bỏ ông và danh sự của Đức Chúa Trời hết. Và điều đó là điều tôi muốn nói cùng quý mạnh trang, nhiều khi mình cứ nói là Chúa ở xa mình quá, Chúa không nghe lời mình, tất cả những điều đó, nhưng mà cái thực tế là mình ở đâu với lời của Đức Chúa Trời. Và tôi sẽ nói cùng quý mạnh trang, nếu cái lời của Đức Chúa Trời đó, nếu chúng ta nghĩ là đó là một cái luật mình phải làm theo á, thì quý mạnh trang và tôi sợ nó và không muốn đến gần nó. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu là luật của Đức Chúa Trời để mình được phước đó, okay, giống như Chúa nói đó, cẩn thận làm theo mọi điều đã chết, mình không có luật, mình không có thể làm theo, mình chỉ làm theo khi mình có luật, và khi mà mình làm theo cái điều đã chết thì ngươi mới được may mắn và mới được phước, đúng không? Tôi và quý bà cho em ai cũng muốn được phước, muốn được may mắn thì mình phải có luật để mà làm theo. Và cái chỗ tôi đó để tôi mở mặt nó cùng quý bà cho em, cảm ơn Chúa là tôi và quý bà cho em đã trọn vẹn trong luật pháp của Đức Chúa Trời hết rồi, qua Chúa Giêsu. Amen.
qua Chúa Giêsu mình đã làm hết những luật pháp của Đức Chúa Trời cần thiết trong cuộc đời. Ô đã quá vậy chứ nãy giờ không giảng chi. Nếu mà được chọn hết từ luật pháp của Chúa Trời chi tôi cần phải đọc Kinh Thánh, và nãy giờ ông nói vớ vẩn làm gì. Về cái phần chọn hết của Chúa Giêsu xíu mình chọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu mình muốn được chọn vẹn trong con đường mình á, mà được phước trên đất này để mình kinh nghiệm trên cái phần sáng này á, thì mình cần phải bám víu lời của Đức Chúa Trời. Vì lời Đức Chúa Trời là cái lời hứa cho chúng ta để mình kiêm nghiệm được điều Chúa làm trên đất này. Tại vì điều trên thiên đàng Chúa Giêsu làm rồi mà tin nhận. Mà điều trên đất này mình cần phải có đức tin để mà thấy được cái lời hứa của Đức Chúa Trời. Phải không quý mình trên rồi? Nhưng mà quý mình trên thấy rằng suy gẫm như thế nào, quý mình trên thấy rằng cái sự suy gẫm giống như tôi nói là nhai và ăn nuốt lời của Chúa. Okay, và quý mình trên biết rồi, mình không muốn nhai cái điều gì mà khó nhai đúng không? Mình không muốn ăn điều gì mà nó khó ăn. Nhưng mà quý ông bà anh chị em tin tôi đi, mình biết dụ con mình ăn thì Chúa cũng biết dụ cho mình ăn được, đúng không? Tôi dùng chỉ dụ nó hơi nặng, tức là Chúa cũng có cách để cho mình ăn được. Nếu cần nghiền nó ra Chúa cũng nghiền được. Nếu mà cần cho ngọt chút xíu cũng ngọt được. Nếu mà cần đắng chút xíu hay là đổi tùy vị cái gì cũng được, nhưng mà Chúa sẽ làm cho mình ăn được. Phải không quý ông bà anh chị em? Đó là cái trách nhiệm của Chúa mà, phải không? Đó là cái trách nhiệm của Chúa. Nhưng mà quý mà cho nên biết một điều là cái quyển sách này chỉ áp dụng cho những người thuộc về Đức Chúa Trời không? Đó là lý do quý mà cho đây không phải ai cũng muốn đọc lời Chúa. Tôi và quý mà cho phải có một điều là mình thuộc về Đức Chúa Trời thì mình muốn đọc lời Chúa. Nhưng mà nhiều khi lời Chúa nó khó cho mình đọc để ăn nuốt. Cái điều đó phải có. Nhưng mà lời Chúa phải là một cái niềm ao ước của tôi và quý mà. Bây giờ thì tôi biết cái chuyện này không có xảy ra nữa là tại vì ngày hôm nay không ai viết thư tình nữa. Phải không? Ngày hôm nay ai viết thư tình nữa quý mình chắc. Phải không? Đâu có viết thư tình nữa. Đúng không? Có cần cần bấm bấm text qua chiếc đỉnh rồi chứ tình tiết gì đâu có ai viết thư. Text là được rồi hay là gọi cái được rồi. Nhưng mà quý mình cho em biết cái mà tôi muốn nói là nếu mà mình yêu mến cái gì đó mình sẽ thích đọc cái điều đó. Phải không? Mình sẽ thích coi cái điều đó, phải không mình chăng? Mình thích nghiền ngẫm cái điều đó. Quý mình chăng đừng để tôi có làm mà cảm tội lỗi của quý mình chăng, nhưng mà có xin cho xem tại sao lời Chúa nó vẫn nặng nề với mình vậy? Tại sao lời Chúa dẫn như cái gì mà mình kẹt lắm mình mới đọc? Có thể là lời Chúa nói nhiều ở trong Roma mà tôi đã giảng tôi rồi quý mình chăng? Nếu mà mình yêu cái xác thịt thì cái xác, cái tâm linh mình không có chỗ để mà yêu lời Chúa, nó không đòi hỏi được. Tại vì cái đòi hỏi của xác thịt thì nó nhiều hơn là cái sự đòi hỏi mình chiều chuộng cái tâm linh. Phải quý mạnh chạy mà tôi không giảng sau nữa. Nhưng quý mạnh chạy mới cứ khó sách nó sao quay. Quay lời Chúa là này, quý mạnh chạy biết rồi. Tại vì cứ nhiều cái, giống như tôi mở TV mà nói cái này tôi tắt cái cục liền à. Nó có đáp ứng cái sự đòi hỏi của tôi không muốn, tôi không care. Ai run tổng thống tôi không có care. Là ông này giữa ông kia, quý mạnh chạy hiểu chưa? Như giờ đó tôi đi dài đó, bầu cho ông này đừng bầu bà kia rồi về nhà nó đừng bầu cho bà này chỉ chê thôi, tôi không nói tên, đừng bầu tại bà tham lận bà lấy tiền bà xây cái này cái kia, ông kia gì bà kia vậy, mệt lắm mấy chuyện nó, mệt mỏi với tôi lắm. Ngài gửi cho tôi đi lý gửi tôi không care vậy thôi. Tôi nói rồi tôi thịt ngon cho đảng này là tôi không cho đảng này vậy thôi, tôi có lý do của tôi vậy thôi. Còn ông nào bà nào tôi không quan tâm. Rồi quý bà cho em thấy là có những tin tức cũng vậy, mở lên anh này okay. Nhưng mà nhiều lúc thí dụ như có những cái lời cầu nguyện mà tôi mở ra cái tôi quan tâm tới, tôi thích, tôi nghiên cứu, tôi nghiền ngẫm, hay là nói về cái gì đó mà nó cảm thấy tôi thích, tôi đọc. Phải quý bà cho em, quý bà cho em cũng vậy. Thật ra nhiều lúc tôi cũng biết có nhiều người sợ đi nhóm này, tại vì cái lời mà tôi giảng nó không đó làm sao tin đi qua tôi hiếp. Cái cách tôi giải không tin đâu, quan tuy cái lời cầu nguyện của tôi là quyên bàn cho yêu mến Chúa ở một nơi nào đó là tôi tốt lành thôi, không nhất thiết là phải nơi này. Nhưng mà quyên bàn cho em biết rằng là lời Chúa đó, nếu mà chúng ta mê thì chúng ta sẽ suy gẫm, mà không mê thì không được. Quyên bàn cho em biết rồi, có những cái món ăn ở mình cứ ăn đi ăn lại rồi mình không ngán phải không? Thì mình thích. Tôi bảo đảm cùng quý mình cho mình ăn phở hoài sẽ ngán, mình ăn hủ tiếu hoài sẽ ngán, đến nỗi giống như cỡ mình bây giờ đó, hỏi ăn gì không ai biết ăn gì hết phải không? Phải không quý mình chăng? Tại mình ăn nhiều quá rồi, cái món nào cũng quá tải rồi, không có gì ngon hết á. Tôi có tin vui cho quý mình chăng? Không tin cái tiền mua đồ ăn đó đem lại cho một sư vũ hết đi, nguyên gia đình không ăn một tháng đi, tự nhiên cái gì cũng ngon hết á.
Lúc đó tôi lại tôi cho mì gấu cũng ngon mà vừa khỏi nấu nữa. Tôi thấy tội nghiệp đại hạn đây, Nguyễn Văn Trang ở Thánh Bình thì nhỏ chỉ cái lỗ mũi mà mình ăn đến nỗi không muốn ăn luôn. Người bữa thì nó ăn thịt nhiều quá, người thì cảm ơn mà cho ăn cho khoai đi chứ thịt nhiều quá sao được, người nó cho nước đi chứ cái nhiều quá. Tôi thấy mấy đại hạn đây tôi ăn tội, Nguyễn Văn Trang không tin tôi hả? Tới trưa trưa mà cả 12 giờ 1 giờ vô tôi thấy thanh niên nó một bữa con nghe nguồn dĩa dùm tới dư dội dùm vô tới đỏ lòn kim chi không à. Kim chi đỏ đó, nó trang trang kim chi mà không đủ kim chi để ăn nữa, thành ra trang nước. Nghĩa là có một mớ rau kim chi mà tuần nào gì có bữa thì sang thì được ăn mì kim chi, trong là cơm kim chi, rồi kim chi không. Mình phải ăn đủ thứ hết, rồi mình ngán. Nhưng mà tạ ơn Chúa một điều là tại vì lời Chúa thay đổi cái tâm linh của mình làm mình thèm khát, cái đã khát tâm linh của mình, chứ lời Chúa không có ngán ngẩm như ngày hôm qua đâu nhưng mình. Quý mẹ cho em hiểu được không? Lời Chúa không có ngán ngẩm như ngày hôm qua. Tại ngày hôm qua đã có cái nhu cầu ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay Chúa đã có cái nhu cầu ngày hôm nay, và ngày mai Chúa đã có cái nhu cầu ngày mai, thành ra nó không ngán ngẩm trong cuộc đời. Đừng bao giờ có ai nói với tôi đọc lịch Chúa chán quá, giờ tôi thuộc lòng nguyên nguyện kinh thánh rồi. Ôi câu nào tôi cũng nhớ hết, cái sách nào tôi cũng biết hết. Tôi đọc tôi chán quá, tại vì quý mẹ cho em đọc chữ. Chứ quý mẹ cho em không đọc lời Chúa, không có nhai lời Chúa, tại vì nhai lời Chúa không bao giờ ngán. Đó là lý do một sư dụng giảng bài không bao giờ ngưng. Nguyên bản trên thì ngán, tại nguyên bản trên phải nghe, nhưng mà tôi nhai và tôi càng nghe tôi càng khoái. Nhưng mà nguyên bản trên thấy là cái quyển thánh này chớ xa là hãy suy gẫm ngày và đêm. Và người sợ phước thì tôi dẫn cùng nguyên bản trên. Hồi nãy giờ tôi dẫn nguyên bản trên là khi xác suy gẫm. Và tôi tin là ông suy gẫm vì của Đức Chúa Trời. Ông nhớ mắt lên, ông thấy phước. Đấy. Quý mạng cho em và tôi suy gẫm thì chúng ta sẽ thấy cái phước hạnh của Chúa trong cuộc đời tôi và quý mạng cho em. Đó vài câu thôi, quý mạng cho em tôi chưa có giảng xong, nhưng mà vài câu có Thiên Thiên là một câu hai quý mạng cho em. Và đây là cái bài Thiên Thiên mà tôi mà có giảng hoài cũng không hết luôn. Nhưng mà quý mạng cho em ai về nhà mà đọc Thiên Thiên này đi, thì quý mạng cho em sẽ thấy những người nào mà ngán lời Chúa đó. Thì tôi nói quý mạng cho em tại sao mà ngán. Tại vì Chúa nói là phước cho người nào chẳng theo mưu kế kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhà bán, xong lấy lòng vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-va và suy gẫm luật pháp ấy ngàn đời. Quý bạn chẳng thấy rằng tại sao Chúa nói là phước cho người nào chẳng theo mưu kế kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhà bán mà vui vẻ về luật pháp. Tại vì kẻ nào vui vẻ về luật pháp của Đức Chúa Trời không ngồi trong chỗ kẻ nhà bán được. Không, quý mạng cho em thấy không, chẳng họ không thể đi theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong tội nhân, trong có thể ngồi chỗ kẻ nhà bán mà vui vẻ về luật pháp của Đức Chúa Trời. Hai cái nó không có đi với nhau. Đó là lý do tôi nói quý mạng cho em đừng có buồn. Nếu mà mình cứ lời của Chúa là nặng nề quá, lời của Chúa khó đọc quá, lời của Chúa là khó nghe. Tôi nói cùng quý mạng cho em có những chỗ khó nghe, khó đọc thiệt là tại vì nói tiên tri, nói về những cái lịch sử mà đã xảy ra mà mình không hiểu. Thì đọc qua cái chỗ mình hiểu. Phải không Nguyên mà cho em đi nhà thờ, đi trường chủ nhật, tại đó là trách nhiệm của tôi, đó là trách nhiệm của giáo sư trường chủ nhật để mà giảng giải những cái đoạn văn, những cái mạch lịch sử mà mình không hiểu. Đó là lý do mình phải đi học trường chủ nhật những cái đó. Nhưng mà để hiểu lời Chúa mình không có cần phải cần biết là có bao nhiêu tiểu tiên tri, bao nhiêu đại tiên tri, ai viết quyển này tiên tri tôi đâu khé. Nguyên mà cho em hỏi tôi cũng nói chặt nữa, mặc dù tôi có bằng tiến sĩ tôi học hết rồi, nhưng mà nhiều khi tôi không nhớ. Tôi cũng nhiều lúc nói chặt nữa, sách này tôi nói ông kia viết mà nhiều lúc không đúng. Nhưng mà quan tâm gì, những cái chuyện đó là chuyện không có cần thiết. Muốn đúng thì dở Google đây là mở sách ra đọc, cái chuyện đó nó không quan trọng. Nhưng mà ý tôi muốn nói là cái lời của Chúa, nếu mà muốn ngọt ngào thì cái phía tên đó, nếu mà mình quý mình cho nhớ cái động từ đó là động từ active. Nếu mà người nào theo, tức là tiếp tục theo, tiếp tục ngồi, tiếp tục đứng ở chỗ gian ác, chỗ mà mưu kế những cái sự xấu xa đó, thì không thể nào vui với cái luật pháp của Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Uẩn giảng hoài cái câu này là câu trả lời. Tại vì luật pháp của mình sẽ khiến cho mình biết mình có tội, biết cho mình cái điều đó là điều gian dối, những cái điều mà mình thấy nó vui, đó không phải là vui nhưng nó phỉ báng Đức Chúa Trời, thấy như nó là những chuyện không ra gì, nhưng đó là những cái chuyện mà Chúa phải đổ quyết để xóa những cái sự xấu xa đó trong cuộc đời tôi và quý mạnh, chỉ quý mạnh cho em hiểu.
Cho nên nếu mà tôi và quý mạnh gian là con cái của Chúa đó, người nào mà vui vẻ về luật pháp của Chúa Trời và suy gẫm đấy, thì quý mạnh gian chỉ cần coi cái câu ở dưới, người đó sẽ như cây trồng dòng nước, xanh bông trái theo thì tế. Tôi không dạy nữa, nhưng mà đã lắm quý mạnh gian. Ok, quý mạnh gian thấy cuộc đời của mình sắp khơ quá, héo quá, buồn quá, sầu quá, coi chỗ mình ngồi, coi cái điều mình nghe, coi chỗ mình đứng, coi nó là gì. Nếu tôi và quý mạnh gian mà ngồi chỗ đó, đứng chỗ đó, nó là những cái điều mà nó theo sự gian dối của đời này, không bao giờ mình vui được với luật pháp của Đức Chúa Trời. Thầy luật pháp giống như gì? Không cho nhậu, không cho thuốc, không cho cái này, không cho cái kia. Phải không quý mạnh gian? Đi theo Chúa khổ quá à. Đi theo Chúa không làm được gì hết đó. Chủ nhật mất hết mấy tiếng đồng hồ đi thờ phượng rồi. Phải không quý mạnh gian? Rồi ông còn biểu động kinh thánh mỗi ngày nữa. Đương nhiên quý mạnh gian hiểu đi theo Chúa khổ. Nhưng mà ngược lại, quý mạnh gian có biết là Chúa phải chết trên thập tự giá để mình đọc kinh thánh được không? Để mình đi nhà thờ được không? Quý mạnh gian hiểu không? Ngày hôm nay đó là một cái vinh hạnh mà nhiều người mình đi nhà thờ mệt mỏi tôi buồn đó. Tại vì tôi không phải nói là quý mạnh gian không đi là tôi không có người tôi giảng, không phải. Nhưng mà mình không biết Chúa phải làm gì để mà chúng ta ngồi được trong nhà của Ngài. Chúa phải làm gì để rồi chúng ta yêu cầu Chúa được thờ phượng, Chúa được ca ngợi Chúa. Hồi xưa quý mạnh gian ca vớ vẩn xét đánh từ trời xuống đốt chết tiêu. Hồi xưa thầy tế lễ mới được hát. Thầy tế lễ phải việc riêng ra, phải rửa áo sống của mình, phải làm đủ đây rồi mới dân của lễ rồi mới được hát, có ban hát đàng hoàng. Chứ không phải giống như tôi quý mạnh gian muốn hát hát, muốn ngồi ngồi muốn đứng đứng, muốn đi ra đi vô, không phải đâu. Ngày nay là một niềm vinh hạnh quý mạnh gian, đây là một cái niềm mà chúng ta có thể tự do tà vượng, tự do ca ngợi, tự do nghe lời Chúa, tự do mà đứng, tự do ngồi, tự do làm cái gì mà chúng ta có thể làm được để nghe lời Đức Chúa Trời. Chứ hồi xưa giỡn à, tôi quý mạnh gian mà giống như hồi xưa vừa mới bước vô nhà nhà của Chúa, đúng cái lặng đường nó chết kéo ra, tôi thích vậy đó, để coi ai dám đòi làm mục sư không. Mục sư phải đứng ở phía bên ngoài. Một sư dựng bước vô, quý ông bà cha em hiểu trên cái thánh đó là bước vô nơi chí thánh. Mấy ông thầy tế lễ mà bước vô chí thánh đó, phải có một cái dây rồi để chuông đúng không? Bởi vì tôi đã cái thánh cái gì tôi cũng nói được hết, nhưng mà bước vô rung chuông, rung chuông, rung chuông, len keng, giống như con chó len keng vậy đó. Biết chi không? Để biết ổng còn sống. Chuông mà hết len keng là ổng có tội, ổng chết rồi thì kéo ra, tại vì người nào mà vô là chết nữa. Phải kéo ổng ra. Quý mạnh gian có tưởng tượng mà ngày hôm nay mà Chúa ở trong thời kỳ đó không? Nhưng mà nghe một sư dữ vừa bước vô hallelujah làm đồn rồi chết. Ông chào kéo, lên kéo, chết ngắt. Ai cũng lên kéo, chết ngắt, biết là cái thầy nó thúi trên này không ai dám lên hết. Quý mạnh gian hiểu không? Còn đó là một cái vinh hạnh, đó là một cái vinh hạnh là Đức Chúa Trời chúng ta thuộc hưởng lạc đề. Nhưng mà tôi nói với quý mạnh gian là cái sự mà chúng ta đến với lời Chúa thì chúng ta sao là giống như là bông trái thanh xanh theo thời tiết và lá nó không có tàn héo. Cảm ơn Chúa. Tôi đâu có nói là không có mùa đông, tôi đâu có nói là không có mùa nắng, tôi đâu có nói là sẽ không có mùa different season trong chúng ta. Nhưng mà nó chỉ héo tới mùa nó héo, nó chỉ tàn tới mùa nó tàn, đúng không phải quý mạnh gian? Chúa cho có những cây mà mùa đông, những cây mà xanh trái mùa hè, tất cả những đó nó đi theo mùa. Nhưng mà không có tới đúng mùa thì nó không héo, không đúng mùa thì nó không tàn. Vậy thôi, nó tất cả như điều đó. Và đó là cái điều mà Chúa hứa trên tôi và quý ông bà cha em. Đọc vài câu đi, sáng 3 câu 6. Bởi vì hồi nãy tôi phải nói mấy điều trước là tôi biết tôi không có giảng hết cùng quý ông bà cha em được. Sáng 3 câu 6, quý ông bà cha em thi thiên sáng 3 câu 6. Khi trên giường, đọc với tôi, khi trên giường, tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa toàn các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay của Chúa nâng đỡ tôi. Tại vì sao mà Chúa nâng được, đọc nữa còn nữa. Quý mạnh gian thấy như kẻ nào thì mãi mạnh sống tôi sẽ xa xuống nơi thấp họ là tôi phải ngưng. Tại nói câu này giống như ai mà đụng tới một sư vũ là sẽ chết nha. Không phải nha, lời Chúa nha, này tình cờ thôi. Okay. Nhưng mà quý mạnh gian thấy không, lời Chúa nói mà quý mạnh gian có ai mà ngủ mà mê lời Chúa không? Cái nếu quý mạnh gian biết không, đó là lý do chúng nó đừng có giận ban đêm. Tại vì nếu mà mình giận đó, thì tới mặt trời lạnh đừng giận nữa. Tại sao? Để ban đêm đầu óc suy nghĩ Chúa và nhớ Chúa. Chứ mà còn giận lên sao không thấy cái mặt người đó thì nên phải không? Tôi lãng ký gì chứ ai nói xấu gì tôi nhớ hết. Phải quý mạnh gian? Okay. Tôi cảm ơn Chúa là có nhiều lúc tôi đâu có thể tiên liên mà tự nhiên
bữa nào mà tôi thức dậy mà cái bài hát đầu tiên trong đầu tôi là anh là buồn ơi hãy đến với ta khi người yêu bỏ ta đi là chết tôi. Tôi nói something wrong. Bữa nào mà tôi thức dậy mà trong đầu tôi giống như là một ngày tươi mới, một ngày bình an, hay là có những cái bài hát mà thờ phượng, có nhiều khi có những bài hát mà lâu rồi tôi không hát, nó nằm trong đầu tôi. Đó là lý do tôi đánh đầy đó, tôi chết vô đầu tôi bằng những cái bài ca, những thơ vịnh, những cái nhạc thánh hơn là những cái bài vớ vẩn. Quý bạn trẻ biết là tại vì tôi không có đà lao đó, nhưng mà đại khái quý bạn trẻ thấy là khi mà chúng ta nói lên lời Chúa thì quý bạn trẻ coi lời với tôi đó, trời cái đoạn này đã quá quý bạn trẻ, nhưng mà tôi phải trở lại kêu khi trên giường tôi nhớ Chúa thì suy gặp quý bạn trẻ. Nếu mà đầu óc của quý bạn trẻ thấy không, nếu mà chúng ta nhớ Chúa tức là God is everything. Tôi nói vậy không phải tôi điên khùng, mà tôi nói tôi không nhớ, nhớ vợ tôi, mà nói tôi không nhớ vợ tôi là chịu tôi đó. Thế tôi phải nhớ vợ nhớ con chứ, rồi nhớ hội thánh và quý mình trên trời người thiên liên mà tôi tới Chúa nhớ hội thánh cầu nguyện chứ. Nhưng mà cái điều mà chúng muốn nói đó là khi mà mình nhớ tới Chúa đó thì ra quý mình trên mình suy gẫm về Chúa. Nam suy gẫm quý mình trên, và đây là cái sai của mục sư thứ nhất. Rồi những người mà biết là Chúa thứ hai là mình suy gẫm lời Chúa cho người bên cạnh, hay là mục sư thì suy gẫm lời Chúa cho cái tín đồ nào đó, cho cái bà nào đó, cho cái ông đó. Ô cái người đó bên đây không đi nhớ nha, đây 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 lời Chúa, đây lời Chúa về nhà chớ bỏ qua sự nhớ lại. Hay là những người nào mà không dân tiền thì hãy trung tính trong mọi sự, trung tính sự nhỏ chứ cho sự lớn, đúng không? Mình có những cái bài giảng suy gẫm lời Chúa cho người đó đó. Mình suy gẫm lời Chúa cho mình suy gẫm lời Chúa cái điều gì mà Chúa muốn cho học ngày hôm nay, cái điều gì mà Chúa dạy dỗ. Và tôi đã nói cùng quý mạnh cho em, lý do tôi vui mừng là Chúa là không phải tôi soạn bài để giảng cho quý mạnh cho em, mà khi tôi soạn bài giảng để mà tôi chia sẻ cho hội thánh thì người học đầu tiên là tôi, người áp dụng đầu tiên là tôi, người mà tôi cảm thấy phấn khởi là tôi. Cho nên khi mà tôi suy gẫm là Chúa, tôi nói lần nữa ăn nước là Chúa, tôi rất tiếc là tôi bay hết giờ với quý bạn em, nhưng mà khi chúng ta suy gẫm là Chúa thì quý bạn em thấy là linh hồn chúng ta sẽ được no nê, và chúng ta suy gẫm về lời chọn căn căn thì chúng ta suy gẫm là Chúa, và chúng ta nhớ gì Chúa đã giúp chúng ta như thế nào, Chúa chúng ta vui mừng như thế nào, thì linh hồn chúng ta sẽ đeo theo Chúa và tay Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta. Quý bạn em có khi nào mà từng trải cái sự đó không? Từng trải cái sự vui mừng trong cơ, từng trải cái sự mà đeo theo Chúa. Nhiều câu kinh thánh nó đã lắm quý mạnh cho. Quý mạnh cho nghe người nói theo Chúa khó quá phải không? Đúng không? Mà quý mạnh cho biết chữ cái đeo theo này cái có nghĩa là cần phải không? Linh hồn tôi đeo theo Chúa, cầm Chúa, mà mê Chúa, thích Chúa. Có nhiều khi là vì sợ phải đeo theo Chúa, đúng không? Có nhiều khi là vì yêu Chúa đeo theo Chúa, phải không quý bạn trẻ? Nhưng mà đeo theo Chúa có nghĩa là bám với Chúa, là tùy thuộc về Chúa. Thì quý bạn trẻ đây, bóng cánh của Chúa mình sẽ mừng rỡ, và Chúa sẽ nâng đỡ. Và những cái điều gì mà hại cái mạng sống của mình, nó bị sa ngã và sụp đổ dưới chân tàu của quý bạn trẻ. Tôi phải chấm dứt, nhưng mà tôi nhắc cùng quý bạn trẻ và tôi sẽ cố gắng giảng thêm cho quý bạn trẻ những điều nữa, là cái sự mà chúng ta nghiền nuốt lời của Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta vào sự dẫn dắt. Và tôi nhắc lại cái ba điều này tôi nói cùng quý bạn trẻ, là mình nghe, mình nghiền nuốt lời của Chúa để rồi mình nghe được tiếng của Chúa. Okay. Và khi mình nghe được tiếng của Chúa thì sự cầu nguyện của mình nó không phải là cho con, cho hội thánh con, cho gia đình con. Ok, nhưng mà sự cầu nguyện của mình là đáp ứng với cái sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Và tôi nói cùng quý mà cho em nghiền nước lời của Chúa đi, rồi quý mà cho em sẽ thấy là mà mình sẽ không cầu nguyện xin tha tội cho cái ông này, tha tội cho bà kia, ngay cả giống như ê tiên cầu nguyện xin tha thứ cho họ không biết làm gì, tại vì ông chết rồi. Cho nên cái lời cầu nguyện của đó là lời cầu nguyện cuối cùng là ông sẽ không có tội gì nữa, tại vì ông chết rồi, ông đang chết nè, thì ông muốn nói với Chúa là những người hại ông xin tha. Tôi và quý mà cho em đừng có quan tâm lắm, nhưng mà mình quan tâm là xin Chúa tha cho con như con tha thứ kẻ phạm tội không cần, phải không? Chúa nói vậy phải không quý mà cho em? Thì cái lời Chúa sẽ giúp tôi và quý mà cho em nghiền ngẫm, mà chúng ta có thể sống thỏa lòng ở trong Chúa. Và khi chúng ta sẽ đáp ứng lại cái được, và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ là gì, là cái điều mà đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mà tôi thưa cùng quý mình em, đó là lý do mà nhiều lúc mình không biết cầu nguyện luôn. Chúa đẩy mình vô cái bóng tối, đẩy mình vô cái góc mà mình không biết cầu nguyện để chi. Đức Thánh Linh cầu thay cho mình,
Và Đức Thánh Linh cầu thay cho mình thì Đức Thánh Linh đặt trong lòng của mình có một cái gánh nặng, có một cái sự giải tỏa để rồi thì mình bám víu Chúa. Nhưng mà tôi nói cùng quý bạn cho em, mình không tập cái điều gì lòng mình không ao ước được, đúng không? Mình ao ước tiếng tôi và quý bạn cho em như ban đầu chị hỏi là Chúa có đáng cho mình thờ phượng không? Chúa có đáng cho mình yêu thương không? Tôi không hỏi quý bạn cho em mình có yêu Chúa, mà tôi không hỏi quý bạn cho em có hết lòng, hết ý, hết linh hồn mà theo Chúa. Mà tôi hỏi quý bạn cho em, Chúa có đáng cho mình yêu thương Ngài? Chúa đáng cho mình thờ phượng Ngài? Chúa có đáng cho mình tìm cầu Ngài không? Chúa có đáng cho mình để ở bên cạnh Ngài không? Vì tôi nói cùng quý bạn cho em mấy câu trả lời là có, Chúa đáng một mình Chúa thôi. Thì quý bạn cho em thấy lời Chúa là sự hiện diện luôn. Lời Chúa là bóng cánh đồng này của Ngài, là Chúa là đón che chở tôi và quý mặt trên. Và khi mà quý mặt trên nhớ Giô-sê trước khi mà đánh trận thì Chúa chỉ nói một điều là ngươi sẽ được phước, ngươi sẽ thắng, ngươi chỉ cần làm điều là suy gẫm quyển sách luật pháp này ngày và đêm và cẩn thận làm theo mọi điều chép ở nơi đó thôi. Quý mặt trên, tôi và quý mặt trên đã hơn Giô-sê là mình không cần phải đi từng bước và cẩn thận đếm được thôi. Mình có làm theo lời răn thứ nhất, có làm theo lời răn thứ nhì, có làm theo hết cái này cái kia. Tại vì khi mình tin kiện Chúa là mình đã làm được hết những điều răn đó rồi. Nhưng mà điều răn lời của Chúa phải trở nên một cái quyển sách mà nói là tôi không thể thiếu lời của Đức Chúa Trời. Quý mình em hiểu không? Chúa đâu có nói mình phải thuộc quyển cái sách này. Khi Chúa nói lời ngày và đêm, tức là cái luật của Đức Chúa Trời đối với Giô-sê, đối với dân sự của Ngài, đó là mình suy gẫm điều đó. Quyển sách này là có những cái là mình đọc để biết Chúa dạy gì, chứ đâu phải chữ nào cũng là luật với mình, thì mình sẽ nói. Nhưng mà lời dạy dỗ của Chúa đó, mình phải nghiền nuốt ngày và đêm, nghiền nuốt trong cái cuộc đời của mình. Và tôi nói cùng quý bạn cho em, mình không nghiền được nếu mà mình không có mê Chúa với mình. Tại vì cái lời sống xác sẽ thầy kéo tôi và quý bạn cho em ra khỏi sự hiện diện của Chúa, lời của Chúa. Một lần nữa, nhiều lúc mình không đọc, mình sợ lời của Chúa, đúng không? Mình biết Chúa biểu mình làm gì mà. Đâu ai cần phải Chúa dạy. Mình biết Chúa muốn mình đọc kinh thánh, muốn mình cầu nguyện, muốn mình đi nhóm, muốn mình dân ý. Tất cả điều đó mình biết hết, phải quý mình nha. Nhưng mà tại mình biết Chúa biết vậy, thành ra mình sợ, mình không dám đọc. Nhưng quý mình chỉ nhớ quyển luật sách luật pháp này không phải để giữ tôi và quý bạn cho em không làm được điều lòng mình muốn đối với cái sách này. Nhưng quyển luật sách luật pháp này giữ cho lòng mình làm được cái điều mà tâm linh mình khao khát, là như nay con khát khao dục sư nước, tâm hồn con khát khao là cha. Xin mời quý bạn cho em đến được cảm ơn Chúa. Amen, hallelujah. Cảm ơn cha vì lời của Ngài, cảm ơn cha vì sự dạy dỗ của Ngài, cảm ơn cha vì thần linh của Chúa, cảm ơn cha vì sự tiếp đỡ của Ngài, cảm ơn cha vì lời Chúa ngọt ngào trên chúng con, cảm ơn cha vì lời Chúa giải cứu chúng con, cảm ơn cha vì lời Chúa tiếp đỡ chúng con, cảm ơn cha vì lời Chúa làm được những điều mà lòng chúng con áo ước để làm sáng trên Ngài. Lời Chúa giúp sức cho chúng con được, dẫn dắt chúng con được, mà giải cứu chúng con được. Bởi danh Đức Chúa Jesus Christ, rồi chiều nay chúng con tuyên bố sự đắc thắng thuộc về dân sự của Chúa, chúng con tuyên bố sức mạnh thuộc về Đức Giê-va. Rồi chúng con tuyên bố năng quyền của Đấng Thành sống ở cùng chúng con, qua sự làm việc của Đức Thánh Linh, qua sự hướng dẫn và dạy dỗ của Chúa Giêsu, chúng con đến với ban ngôi Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là Đấng mà bênh vực chúng con trong sự hoạn nạn, và cho Ngài tiếp trợ mọi nhu cầu chúng con, Ngài ở cùng chúng con đầy dẫy. Và chúng con chúc phước cho tất cả anh chị em chúng con nghe lời Chúa của chiều nay, chúc phước cho tất cả những anh chị em chúng con phán mạng của chiều nay, vì lý do nào đi nữa thì Ngài cũng có cách dạy họ, Ngài cũng có cách đem lời của Chúa đến với họ, dẫn dắt họ để tâm linh họ được mềm mại ngọt ngào trước mặt Chúa, và chúng con sẽ sống làm sáng như Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con chúc phước danh tầm năng của Ngài đầy dẫy cho tất cả anh chị em chúng con, sáng soi mặt Ngài trên cuộc đời chúng con, và chúng con sẽ suy gẫm lời Chúa ngày và đêm để sống trọn đời làm sáng như Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con yêu mến Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả quý bạn cho em, xin Chúa chúc phước cho quý bạn cho em.